Một đoàn xe máy chở đầy hàng phía sau đang chạy thì bất ngờ dừng lại thành một hàng dài gần cầu đi bộ số 5 trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để né chốt cảnh sát giao thông đang làm việc gần đó, tạo nên cảnh tượng vô cùng nhốn nháo. Những chiếc xe này thường được gọi là xe mù với những điểm chung là chở hàng cồng kềnh, xe cũ nát, không còn tiêu chuẩn lưu thông, thậm chí một số xe còn không có biển số. Đây là hình ảnh ghi nhận được trong sáng 9 tháng 6. Hàng loạt xe máy xếp hàng dài cặp mé đường để né chốt cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phía trước. Đến ngày 10 tháng 6, cũng tại đoạn đường này, cảnh tượng xe cặp mé đường không còn nữa, mà việc vận chuyển hàng hóa quá khổ diễn ra bình thường khi không có chốt cảnh sát giao thông làm việc. Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng này diễn ra nhiều năm nay, nhất là khu vực gần các nhà chành, kho hàng trên đường Võ Văn Kiệt. Các xe mù vận chuyển hàng hóa ra vào liên tục vào hai khung giờ sáng sớm và xế chiều. Dù lực lượng cảnh sát giao thông đã rất nhiều lần thực hiện chuyên đề xử phạt các trường hợp chở quá khổ quá tải, chạy lấn vào đường xe ô tô, nhưng vấn nạn trên vẫn không thể khá hơn khi địa bàn quá rộng. Một số người dân địa phương cho biết khi lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra lập chốt ở đâu thì các đối tượng lập tức thông báo cho nhau rồi tìm cách né chốt hoặc chờ chốt giải tán rồi tiếp tục vận chuyển hàng hóa như bình thường.